Thân mến, kính chào quý khán thính giả của Hợp Nhất Media. Kính thưa quý vị đang theo dõi chúng tôi từ Houston, Texas. Và kính thưa quý vị, ngày hôm nay thì Mai Hoa muốn đem đến cho quý vị một chương trình mới của Hợp Nhất Media. Chúng tôi xin được phép để mà chọn một cái tên nó thích hợp, đó là Cuộc Sống Mỹ, Những Điều Cần Biết. Và kính thưa quý vị, những điều cần biết ngày hôm nay là gì? Thưa quý vị, trong cái cuộc sống ở Mỹ thì hàng ngày, hàng tháng và hàng giờ chúng ta thường nhận những cái bill đến nhà, thì nào là bill ga, bill điện, bill nước, rồi bill bảo hiểm nhà, bảo hiểm xe, bảo hiểm luật, rất là nhiều những cái bill. Nhưng mà có một trong những cái bill mà quý vị ít ai nghĩ đến, và khi nghĩ đến thì điều đó rất là quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, đó là bảo hiểm về nhân thọ. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì chúng tôi rất là hân hạnh được mời hai người đẹp đang làm những cái công việc bảo hiểm về nhân thọ đến đây để thưa với quý vị những cái điều quan trọng chúng ta cần biết về cuộc sống ở Mỹ về bảo hiểm nhân thọ. Trong phòng thấu hình ngày hôm nay thì chúng tôi có hai người đẹp. Người đẹp đầu tiên là Ly Phan, mời em gửi lời chào đến quý thính giả của Hợp Nhất Media. Dạ, em là Jolie Phan, thì em xin chào quý vị khán thính giả của Hợp Nhất Media, cũng như là chào chị Mai Hoa. Chào em. Em là Minh Vân. Em rất là thân hạnh đến đây được xin được gửi lời chào tới quý vị khán giả và cũng chào chị Mai Hoa. Chào hai em. Thì chị được biết Ly Phan rất là lâu, cũng khoảng là gần 10 năm. Dạ, chị Mai Hoa thì em xin phép chia sẻ đối với quý vị khán giả của Hợp Nhất Media là thì em đến với cái ngành này thực sự là cũng có một cái duyên. Thì em lúc mà sau khi sanh bé đầu lòng thì tụi em muốn kiếm một chương trình tốt cho bản thân em và cho gia đình. Thì sau đấy em mới post một cái post trên social media group, thì em nhận được rất là nhiều chương trình thông tin về chương trình khác nhau, thì nhiều quá không biết chọn thế nào, thì em mới muốn tìm hiểu sâu hơn để mà em trước là cho cái kiến thức cho bản thân mình, hai là cũng là cho một cái chương trình tốt cho gia đình mình. Thì lúc càng tìm hiểu sâu hơn thì em lại càng thấy rất là đam mê. Cho nên là em mới nói em đến với ngành nha là một sự lựa chọn, nhưng mà em đến với ngành bảo hiểm là vì sự yêu thích và sự đam mê muốn chia sẻ và giúp cộng đồng người Việt Nam mình hiểu rõ hơn về những quyền lợi mà bảo hiểm nhân thọ có thể mang đến cho gia đình và cho cộng đồng mình. Rồi bây giờ một cái câu hỏi cho Mai Vân. Em có thể cho quý khán thính giả của Hợp Nhất Media biết bảo hiểm nhân thọ là gì? Tại sao lại người ta phải cần đến bảo hiểm nhân thọ? Dạ, chị Mai Hoa, thì rất là đơn giản thôi chị. Ví dụ như mình lái xe, mình đi trên đường, mình cần có bảo hiểm xe không chị? Đúng không? Thì mình mua nhà, mình cần có bảo hiểm nhà. Lỡ có chuyện gì xảy ra, thì bảo hiểm nhân thọ cũng như vậy. Theo như em thấy rằng á, giữa xe, nhà và nhân mạng thì bản thân mình mới là cái thứ mà giá trị nhất, cần phải bảo vệ nhất. Đó là lý do tại sao nếu như em được lựa chọn trong tất cả bảo hiểm xe, bảo hiểm nhà và bảo hiểm nhân thọ, em sẽ nghĩ em sẽ bảo vệ cái thứ giá trị nhất trong ba thứ đó. Cảm ơn em câu hỏi, cái câu trả lời của em rất là hay. Và kính thưa quý vị đang theo dõi chúng tôi, thì từ đó đến giờ đó thì bản thân của chị nghĩ ra, chị nghĩ là bảo hiểm nhân thọ chỉ dành riêng cho người già mà thôi. Thành ra đa số là người Việt Nam mình á, cứ đến tuổi 60, 65 trở lên thì họ lại mua bảo hiểm nhân thọ để cho coi như là sau nếu mà họ có qua đời thì có được một cái khoản tiền, người nhà có được một cái khoản tiền cho con, cho cháu, hoặc là để lo hậu sự cho mình. Thì cái điều đó có đúng hay không? Đúng với cái lứa tuổi của người già hay không, hay là bảo hiểm nhân thọ có thể dành cho những người trẻ và những em bé mới sanh ra nữa? Em có thể trả lời cho chị cái câu đó không? Dạ vâng ạ. Thì bảo hiểm nhân thọ thời nay thì rất là khác với bảo hiểm nhân thọ thời xưa chị ạ. Thì bảo hiểm nhân thọ thời xưa thì chính là phục vụ cho cái mục đích là tiền tử là chính.
Đúng nhưng rồi. Mà bảo hiểm nhân thọ thời nay thì là ngoài cái mục đích là bảo vệ cho gia đình mình trong những trường hợp xấu xảy ra, ngoài ra lại còn có thể bảo vệ mình trong lúc những lúc mà mình đổ bệnh, ví dụ như những bệnh rất là thường gặp, ví dụ như mình bị ung thư, mình bị đột quỵ, mình bị tai biến hoặc là nhồi máu cơ tim. Thì bây giờ mình cứ nghe thấy bị đột quỵ hoài thôi, thì những cái bảo hiểm thời nay họ nó sẽ cover cho mình những lúc mà mình bị bệnh, thì nó trả mình rất là một khoản tiền rất là nice, rất là lớn, để mà mình có thể trong lúc thời gian mình phục hồi thì mình cũng cần cái số tiền đó phục hồi. Và nếu như mà mình không bệnh, không mất thì cái số tiền mà tích lũy trong cái những cái hồ sơ bảo hiểm thì có thể dùng để mình trích ra dùng cho tiền hưu trí của mình sau này. Mình có thể trích ra mỗi năm cho tới khi mình mất. Thành ra nó rất là có nhiều quyền lợi đi chung với cái bảo hiểm nhân thọ thời nay chị ạ. À. Bởi vì nó có quá nhiều quyền lợi, nó đi chung với cái bảo hiểm nhân thọ. Thành ra đó là cái bảo hiểm nhân thọ có thể phục vụ cho rất là nhiều các lứa tuổi. Chị Mai Hoa biết không? Quý vị có biết hay không? Không những là ở cái độ tuổi 60 mấy mình mới cần bảo hiểm nhân thọ, giống như là Jolie chia sẻ hay là chị Mai Hoa đặt câu hỏi, mà theo như em nghĩ rằng á, là những đứa bé, những người ở độ tuổi trung niên cũng cần bảo hiểm nhân thọ. Tại vì bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm cho mình những cái rủi ro xảy ra trong cuộc sống, và rủi ro xảy ra trong cuộc sống là có thể xảy ra cho tất cả mọi người. Dạ. Nhưng mà cũng có nhiều người cũng lo sợ là vậy, tại vì người ta chưa bao giờ mua bảo hiểm nhân thọ, thì cái tiền bảo hiểm nhân thọ đó nó có cao lắm không? Đóng hàng tháng hay là đóng như thế nào, và nó có nhiều lắm không? Chị không có hỏi riêng về cái business của tụi em, nhưng mà chị với tư cách là một người khán giả, chị muốn mua bảo hiểm thì chị nói, cũng không biết là mình muốn mua bảo hiểm cho bản thân của mình, nhưng mà nó có đắt không? Hay là rồi khi mình đưa ra một cái khoản tiền, mình đóng khoản tiền đó rồi mình nhận lại được bao nhiêu? Em cứ đưa một cái thí dụ, đưa một cái thí dụ. Minh Vân á, theo kinh nghiệm của bản thân em á, bảo hiểm nhân thọ không mắc chị không ơi. Mắc. Dạ, nhiều người nghĩ rằng ồ bảo hiểm nhân thọ mắc, nhưng mà không. Nếu như á, mình tùy theo cái mục đích của mình, bảo hiểm nhân thọ nó có nhiều loại, thơm á, có mấy chục đồng một tháng à, phải không Julie? Right. Rồi nó cũng có những cái loại nó mắc hơn, bởi vì nó hơi mắc hơn một chút xíu là tại vì nếu như mà chị Mai Hoa có mục đích đó là muốn thiết kế một cái hồ sơ bảo hiểm nhân thọ mà sau này chị Mai Hoa có tiền lấy ra để mà làm cái tiền hưu trí thì như vậy anh là mình có rất là nhiều cái option chị Mai Hoa, mình có thể trả nhiều một chút, trả ít một chút. Đúng như là tùy theo cái option. Ví dụ như bây giờ chị lấy cái ví dụ cái thực tế đi ha. Ông xã chị, ông đã đóng bảo hiểm là cách đây khoảng 20 năm, một tháng là 100 đồng. Rồi khi mà ký cái hợp đồng hình như là long term, tức là cho đến mãn đời đó, thì khi nào mà ảnh mất thì mình sẽ, người nhà, cái người mà ảnh ký trong cái hồ sơ đó, đó thì sẽ được 100 ngàn. Rồi thí dụ bây giờ ảnh không có đi làm gì hết, ảnh kỳ thai, ảnh không có tiền để đóng nữa, thì nó phải làm sao? Thì cái đó mình phải làm sao? Mình bị mất tiền bảo hiểm nhân thọ luôn hay là họ bồi thường cho mình cái khoản nào? Dạ, lúc mà tụi em tư vấn cho khách hàng thì tụi em thật sự tụi em chuyên là review hồ sơ giúp cho khách hàng. Thì mỗi một cái hãng, chị Mai Hoa biết không? Trên nước Mỹ thì có khoảng 1.000 hãng công ty bảo hiểm, và mỗi một cái hãng bảo hiểm thì có khoảng chừng 20-30 sản phẩm. Thì mỗi sản phẩm như vậy nó khác nhau, thì chúng ta phải nhìn vào những cái sản tùy vào sản phẩm. Còn nếu như có những sản phẩm mình cancel hồ sơ hoặc là mình không đóng tiền hồ sơ trong vòng vài tháng thì nó lại mất cái hồ sơ. Nhưng có những sản phẩm mình không đóng 6 tháng, không đóng 1 năm mà hồ sơ nó vẫn còn có hiệu lực cho tới khi một thời gian rất là lâu, cho tới khi họ bắt đầu có tiền lại, họ đóng vô lại thì lúc cái hồ sơ vẫn có hiệu lực.
thì cái có nhiều cái sản phẩm rất là hay, cho nên là nếu như mà chị Mai Hoa muốn biết rõ về cái hồ sơ của chị Mai Hoa với của anh thì cứ đem mang tới cho tụi em tư vấn. Thì còn đây là đối với khách khán giả thì tụi em chỉ có thể nói sơ qua như vậy để mọi người biết là có rất là nhiều sự lựa chọn lúc mà mình đi đến mà một cần tư vấn cho một cái hồ sơ bảo hiểm. Ngày xưa đó chị Mai Hoa thì giống như á, cộng đồng mình, người Việt Nam mình á, chỉ biết rất là đơn giản về bảo hiểm, giống như là hơn là bảo hiểm ngắn hạn hoặc là bảo hiểm dài hạn và mình phải đóng trọn đời. Thì theo những cái gì mà chị Mai Hoa chia sẻ, em nghĩ rằng là ông xã của chị Mai Hoa đó là có cái chương trình là bảo hiểm mà anh phải đóng trọn đời. Nhưng mà cái mà em với lại Jolie rất là thích bây giờ đó là bảo hiểm bây giờ nó càng ngày nó càng đổi mới, xe thì có xe mới gì đó, mỗi đời nó upgrade lên. Thì bảo hiểm nhân thọ cũng vậy, bây giờ bảo hiểm nhân thọ nó có những cái chương trình rất là uyển chuyển chị Mai Hoa. Mình có thể đóng nhiều hơn một chút lúc mình còn trẻ còn khỏe nè, và mình không cần phải đóng suốt cuộc đời mình lúc mà mình già mình yếu nhưng mình không còn em tăng tiền nữa. Surely dạ thấy rồi, coi như là mỗi ngày thì họ lại upgrade lên những cái chương trình option cho nó phù hợp, cho nó thích hợp với từng cá nhân, từng điều kiện của mỗi người. Có những người người ta chỉ muốn tôi chỉ sống tới tầng đó thôi, tôi chỉ muốn đóng 30 năm thôi ha. Còn có người nói tôi muốn đóng trọn đời, và có những người nói tôi muốn đóng từ khi con tôi mới sinh ra đời, thì lúc đó nó còn rất là rẻ, hình như là có 20-30 đồng cho một đứa bé mới sinh ra cho đến trọn đời, mà đóng một thời gian nào đó rồi ngưng. Rồi khi mà cái em bé đó sau này qua đời thì người nhà sẽ được cái hưởng cái tiền bảo hiểm. Cái em bé em đính chính, cho phép em đính chính lại cái phần mà bảo hiểm cho em bé. Thì nhiều người nếu như ba mẹ hoặc ông bà, biết bản thân em cũng mua cho hai đứa nhỏ nhà em, là cái bảo hiểm đó là để dành cho con nít đi học. Thường là rất nó con mua bảo hiểm cho con nít thì mình dùng chữ là mua bảo hiểm là chỉ là để là một cái công cụ để mà giúp tiền để mà để dành tiền cho đại học mà thôi. Vì để dành tiền trong cái life insurance thì sẽ không bị đóng thuế. Cho nên sau này thì ví dụ như bảo hiểm mà em mua cho đứa bé đứa con gái của em thì là em bỏ trong đó khoảng 200 đồng một tháng. Thì nhưng em dự định là em chỉ trả cho đến khi nào nó đi học đại học thì em không đóng nữa, nhưng cái bảo hiểm này nó sẽ đi với nó tới trọn đời. Lớn lúc cần tiền nó có thể rút ra mua nhà, bỏ 70 ngàn 100 ngàn rút ra đóng cho mua nhà mua xe nếu nó muốn, hoặc là khi nó về hưu nó có thể rút ra khoảng 56 ngàn mỗi năm cho tới khi nó mất, mặc dù em chỉ đóng có 200 đồng mỗi tháng mà đóng trong vòng 18 năm mà thôi. Em là tính đóng 18 năm em không đóng nữa. Nhưng mà hay quá ha, cái đó là một cái option mới đó. Tại vì chị biết cũng có những người bạn của chị đó thì hồi đó cũng khuyên là mình nên mua bảo hiểm cho con mình khi còn nhỏ, rồi sau này để sau này có những về cái hậu sự thì nghiệp. Đa số người Việt Nam luôn luôn nghĩ đến cái hậu sự mà khi qua đời hơn là khi mà lo cho con để học đại học. Nhưng mà bây giờ thì lần đầu tiên chị mới nghe em nói, chị mới đọc được cái Facebook của em đó, em viết về cái status đó thì chị thấy rất là hay. Do đó thì chị mới tìm tới em để mà chị mời em lên đây để mà em có những cái kinh nghiệm và trải nghiệm những cái bảo hiểm về nhân thọ cho mọi người chúng ta, nhất là người Việt Nam mình biết nhiều hơn. Thì cái đó là một cái rất là nhu cầu và cần thiết trong cái cuộc sống. Thưa quý vị, nói đúng ra đó thì người Việt Nam khi mới đặt chân đến Hoa Kỳ thì ai cũng lo cơm áo gạo tiền, mỗi ngày chỉ lo trả tiền bill là đã đủ lắm rồi. Họ không muốn trả thêm bất cứ cái tiền nào hết. Nhưng mà khi một thời gian sống ở xứ Mỹ, sống ở Hoa Kỳ lâu thì cái cuộc sống của mình nó cao hơn, chúng ta cần đến cái tương lai của con mình nhiều hơn, thì cái một trong những cái bảo hiểm nhân thọ cho trẻ em khi mới sanh ra đời cho đến đóng tiền bảo hiểm cho các em để các em được hưởng những cái quyền lợi đi vào đại học, các em không phải lo tiền để mà các em tập trung hết tất cả thời gian và trí lực cho cái công việc học của các em, cái điều đó là một cái điều rất là tốt. Thì
Ngoài ra thì Ly cũng như là Mai Vi có thể chia sẻ thêm một trong những cái option nào khác về bảo hiểm nhân thọ nữa không? Dạ. Còn cái tuổi trung niên thì sao? Dạ vâng, thì tụi em chuyên là tư vấn cho khách hàng thì những cái chương mục chính là chương mục dành cho ba mẹ là để dành tiền cho con em đi học. Có những cho người mà dạ và đến cái độ tuổi 30, 40 thì đó là cái lúc mà mình là muốn xây dựng cái tài sản của mình. Thì lúc đó thì em mới thiết kế một cái hồ sơ khác là hồ sơ lo về hưu trí cho lúc mà mình tuổi 30, độ tuổi 30, 40. Thì cái hồ sơ mà lo về hưu trí thì mình phải thiết kế theo một cái kiểu dạng khác. Và cái hồ sơ cho con nít mình thiết kế theo một dạng khác, cùng là dùng bảo hiểm nhân thọ nhưng không có phải là mình thiết kế là same way, không có phải là cùng cách. Thì đối với những người mà độ 30, 40, bắt đầu cả 50 là thấy bắt đầu là còn phải lo về hưu trí là phải đóng nhiều hơn rồi. Còn bắt đầu mà qua cái cho nên là lúc mà cái hồ sơ, đối với hồ sơ bảo hiểm nhân thọ là tụi em thường hay khuyên khách hàng thiết lập càng sớm, lúc đó cái giá cái phí hồ sơ càng rẻ và mình còn có nhiều thời gian để tích lũy và sinh lời hơn. Với lại những người mà coi như là người ta có cái bệnh mãn tính thì chắc phải cần mua bảo hiểm nhân thọ ha. Dạ chị, theo như em nghĩ đó, bảo hiểm nhân thọ đó là dành cho tất cả mọi người, không phải chỉ dành cho người bị mãn tính, phải chỉ dành cho những cái người lớn tuổi nè, rồi chỉ dành cho những người bệnh. Thật sự á, khi mà mình đương đầu với cuộc sống, mình phải đương đầu với rất là nhiều thứ. Và giống như chị Mai Hoa đã chia sẻ từ ban đầu, thì đồng hương của mình tới đây lo cơm, áo, gạo, tiền đã qua lo quá nhiều rồi, và không có cái khoảng thời gian để mà suy nghĩ thêm. Và họ nếu như được lựa chọn, họ chỉ lựa chọn trả tiền bảo hiểm xe thôi, bảo hiểm nhà thôi, tại cái đó bắt buộc. Nhưng mà họ không có nghĩ ra rằng cái giá trị nhất mà họ đang có chính là bản thân họ, sức khỏe của họ. Dạ, thì á, bảo hiểm nhân thọ giống như Jolie đã chia sẻ đó, là có thể dành cho một đứa trẻ còn nhỏ. Thông qua cái chương trình đó, mình có thể để dành tiền cho các bé đi học. Bảo hiểm nhân thọ giống như chị Mai Hoa đang lo lắng, đang chia sẻ đó, là giống như những người lớn tuổi họ cũng cần bảo hiểm nhân thọ. Và nhờ cái sản phẩm bảo hiểm nhân thọ này giúp cho họ khi mà họ có chuyện gì xảy ra, đúng không? Em muốn chia sẻ thêm nữa là những cái người ở độ tuổi trẻ, trung niên, họ cũng rất cần bảo hiểm nhân thọ. Vì sao? Nếu một ngày nào đó bạn lái xe về nhà, chuyện gì xảy ra với bạn, thì ai sẽ là người trả tiền cho nhà, ai sẽ là người lo lắng cho vợ của bạn, ai sẽ là người ở đó lo lắng cho con của bạn. Những người ở độ tuổi trung niên, những người là cái nguồn income, nguồn thu nhập chính trong gia đình, lại là những cái đối tượng quan trọng nhất để cần phải bảo vệ, theo em thấy. Dạ vâng, em tiếp lời với Minh Vân là tại vì trong cuộc sống thì rủi ro luôn đồng hành với chúng ta. Thì nếu như mà có rủi ro xảy ra thì chúng ta không nên trút cái gánh nặng rủi ro đó lên gia đình, mẹ già, vợ trẻ, con thơ. Mà lúc mà mình cần nhất thì nếu mà mình không có bảo hiểm nhân thọ thì là mình nếu mà có muốn có cũng không thể nào mua được. Thành ra giống như là những cái lúc mà rủi ro như vậy thì bảo hiểm nhân thọ lại là một tia sáng ở cái cuối cái đường hầm tối tăm cho mình. Rất là coi như là rất là cảm ơn coi như là Ly Phan cũng như là Minh Vân đã có mặt ngày hôm nay trong cái chương trình nói về bảo hiểm nhân thọ. Thì thưa quý vị, nghe thì tưởng như là không cần nhưng mà thực ra rất là cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Ngay cả khi chúng ta mua bảo hiểm xe thì cũng nhiều người đó coi như là tiết kiệm vài chục đồng để mình chỉ mua bảo hiểm một chiều hoặc là một chiều rưỡi cho xe mà thôi. Nhưng mà khi có vấn đề xảy ra thì hối hận không kịp, là tại vì chúng ta không mua bảo hiểm hai chiều để chúng ta được đền bù thỏa đáng về nhân sự trong cái tai nạn đó. Thì bảo hiểm nhân thọ là một cái bảo hiểm mà chúng rất là cần trong cái cuộc sống của
gia đình của chúng ta, của mỗi con người của chúng ta trong cái cuộc sống ở Mỹ, nhất là cuộc sống ở Mỹ. Chúng ta đừng có để cái gánh nặng này cho người thân của chúng ta, cho chồng, cho con, cho anh, cho em, cho tất cả gia đình. Thành ra nếu quý vị có khả năng thì mỗi chúng ta nên tìm hiểu và chúng ta nên có một cái bảo hiểm nhân thọ cho chính cá nhân của mình. Cảm ơn chị Mai Hoa ạ. Thì có rất là nhiều câu chuyện về bảo hiểm nhân thọ mà tụi em, nếu mà tụi em chia sẻ ở đây thì chắc là quý vị ngủ gục hết. Nên là nếu mà xin hẹn là hẹn lần tới tiếp theo tụi em lại có dịp đến đây để tụi em chia sẻ nhiều hơn về những cái chương trình mà bảo hiểm nhân thọ mà rất là cần thiết, hoặc là tụi em muốn giới thiệu cho quý vị cách là, tại vì có rất là nhiều chương trình tích lũy, mà tích lũy nhiều hay ít, và chương trình tích lũy dài hạn, ngắn hạn nó như thế nào, thì có những điều đó thì tụi em sẽ chia sẻ tiếp theo ạ. Tại vì có nhiều người giống như là người ta nghĩ là ngay bây giờ người ta có thể mua bảo hiểm nhân thọ, nhưng mà lỡ người ta bị mất việc, người ta không có khả năng thì người ta lại sợ đó. Thành ra không biết là bảo hiểm nhân thọ có thể là cho họ gián đoạn trong cái thời gian đó, và khi họ có việc làm họ có thể tiếp tục lại được hay không. Thì đó là một trong những cái suy nghĩ của cá nhân của chị Mai Hoa, cũng như là Mai Hoa nghĩ là chắc quý vị khán giả cũng đồng suy nghĩ với Mai Hoa như vậy. Và chị hy vọng rằng next time thì lần kế tiếp đó, Mai Hoa sẽ mời hai người đẹp này lên đây để Mai Hoa có dịp hỏi nhiều hơn những cái câu hỏi mà quý vị có thể là viết những cái comment của quý vị ở bên dưới. Những bất cứ những câu hỏi nào quý vị cần hỏi về bảo hiểm nhân thọ thì xin quý vị cứ liên lạc với chúng tôi, và chúng tôi sẽ đưa những câu hỏi này để cho hai nhân viên đã làm việc về cái bảo hiểm nhân thọ sẽ trả lời thỏa đáng cho tất cả quý vị. Và chương trình Mai Hoa mời hai em chào quý khán giả của Hợp Nhất Nhân Viên. Dạ vâng, cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Hợp Nhất Nhân Viên với Minh Vân và Jolie và chị Mai Hoa. Minh Vân cũng muốn được cảm ơn quý khán giả đã theo dõi cái chương trình ngày hôm nay. Thì cái lời cuối cùng đó mà Minh Vân muốn chia sẻ với quý vị là bảo hiểm nhân thọ không phải là mình mất đi thì mình mới được hưởng, mà bảo hiểm nhân thọ là một cái phương thức để mà bảo vệ gia đình của mình, để mà bảo vệ những người thân yêu nhất của mình. Nếu như mà ngày hôm nay quý vị cảm thấy rằng những cái kiến thức mà Minh Vân với Jolie chia sẻ mang lại một chút xíu thôi benefit cho quý vị, thì quý vị hãy quay trở lại và đón xem những cái chương trình tiếp theo. Dạ vâng, một lần nữa cảm ơn Minh Vân và Ly Phan đã đến với Hợp Nhất Media ngày hôm nay. Và Mai Hoa xin được cảm ơn sự theo dõi của tất cả quý vị. Nếu quý vị thích chúng tôi, quý vị hãy cho chúng tôi một cái like và hãy bấm nút subscribe. Chúng tôi sẽ có những cái video kế tiếp để mà đem đến cho quý vị một vài kiến thức cho cuộc sống ở Mỹ. Xin thân ái chào tạm biệt.